Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 Hà Giang. Thì hôm nay giới thiệu đến quý vị một đôi loa, nói chung là được lòng khá nhiều người Việt Nam nha quý vị. Đôi loa của B3, thiết kế trên công nghệ, sản xuất trên công nghệ của Đức nha quý vị. B3RS1502, đôi loa bass 40 của B3 nha quý vị. Thiết kế thùng dán ván sơn sần nha quý vị, thùng gỗ thật sơn sần, thùng cực kỳ nặng, bass 40 cm. Một chi karaoke. Bass 40 từ 109 và con 76, chép là con 450 nha quý vị. Rất là nặng, nội thất rất là khủng. Tiếng của nó rất là trong sáng nha quý vị. Loa thì đẹp, khoảng trên 85% nha quý vị. Hàng bãi xịn nha quý vị, bao xịn, bao zin 100% hết nha quý vị. Đang ghép với mid E3 V200 nha quý vị. Đẹp keng xà beng luôn, nhìn tay mid nè. Đẹp keng xà beng luôn nha quý vị. Thiếu thùng thôi. Và đây là cục đẩy E3 4 kênh. E3 TX6400 Pro nha quý vị. Con này là hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu nha quý vị. Hàng nhập khẩu chính hãng của E3. Đối với những dòng men bãi mà Trung Quốc có quý vị, thật sự thì nếu mà quý vị dùng hàng bãi thì cái chất lượng nó sẽ không được bảo đảm như là những cái hàng mà nhập khẩu chính hãng mà qua cái đường chính hãng nha quý vị. Giá rất là cao. Giá những con này nó nằm khoảng 18-19 triệu đồng nha quý vị. Riêng con này thì giá nó khoảng 18 triệu đồng, em thấy cái shop bán rẻ nhất là 18 triệu đồng nha quý vị. Con này thì nó còn nguyên tem hết nha. Nguyên tem nhập khẩu, nguyên tem bảo hành hết. Đó, có nghĩa là xài lướt, con này xài lướt khoảng vài tháng nha quý vị. Con này nó xài lướt khoảng chừng 5-6 tháng gì thôi quý vị. Cho nên là nó còn cực mới luôn nha. Mới như trong thùng vậy à. Thông số kỹ thuật của nó là 4 kênh thì 800W mỗi kênh nha. 800W 8 ohm mỗi kênh, còn 4 ohm là 1280W mỗi kênh. Bright thì 2400W thì 2400W trên 2 kênh ha. Có nghĩa là nó đánh được 2 kênh 2400. Nha quý vị. 800W 8 ohm một kênh là không phải là nhỏ nha quý vị. Quý vị có thể kéo cả dàn đồ. Vậy chơi một đôi full 40 này thì đánh không có ý nghĩa gì trơn quý vị. Quý vị phải chơi thêm một cặp súp nữa, hoặc là chơi với hai đôi 30 một cặp súp, chơi thoải mái nha quý vị. Đánh rất là phê. Những dòng E3 này tiếng rất là sáng nha. E3 là hàng thương hiệu nha quý vị. Mặt phay nhôm rất là dày luôn nha. Con này thì bằng nửa giá thị trường thôi quý vị. Bên em bán ra với giá 9 triệu đồng. 9 triệu đồng nha quý vị. 4 kênh. Đẹp như thế này. Con mid E3 đó nha quý vị. Đẹp keng xà beng luôn. Vàng Backinger ha. Loa B3. Loa B3 thì bên em bán ra với giá 13 triệu đồng nha quý vị. Bao vận chuyển toàn quốc nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.